Chúng ta tiếp tục bài số 6 nào. Biểu đồ hình ảnh bên dưới thể hiện số bút chì của Bob, Mark, Jane và Danny. Mỗi hộp bút chì chứa một số cây bút chì giống nhau. Bạn Danny có nhiều hơn Bob 27 cây bút chì. Hỏi tổng cộng họ có bao nhiêu cây bút chì? Đấy, các bạn nhìn qua gian này. Ở đây mỗi bạn sẽ có một số hộp bút. Và nhớ là gì, mỗi hộp bút sẽ có số bút chì giống nhau. Nhớ nhá, số bút chì giống nhau. Được chưa nào? Hỏi là tổng cộng 4 người này có tất cả bao nhiêu cây bút chì? Sao lại mỗi bạn một đáp số thế này? Cô mời bạn Đoàn Minh Hà làm cho cô nào. Con thưa cô là như này. Bạn Danny có nhiều hơn bạn Bob là ba cái hộp Đúng rồi. bút. Vậy thì là nếu bạn Danny bạn nhiều hơn Bob 27 cái hộp bút thì sẽ lấy 27 chia cho 3 là hộp 6 số trừ hộp 3 bút đúng thì không? Bằng 3 là hộp đúng không? bằng 3. Vậy bây giờ mình sẽ lấy 27 chia ra 3 thì sẽ bằng 9. Rồi, vậy thì một hộp sẽ bằng 9 đúng không? Danny có 6 hộp, vậy chúng ta sẽ lấy 9 nhân với 6. Bây giờ người ta bảo là tổng cộng có 4 người nhá, tổng cộng 4 người. Vậy bây giờ con đếm cho cô nào. Tổng cộng 4 người có bao nhiêu nào? Tổng cộng 4 người có bao Danny nhiêu hộp đi? 4 người có bao nhiêu hộp? Danny là 4 người có tổng cộng Cái này là 3 đúng không? Bạn Bob có 3 này. Bạn Ma Si 13. có
hai mười này, ba cái hộp. bạn Jane có hai này và bạn Daily có gì, bạn Danny này có sáu đúng không, tổng là 13 hộp. Vậy thì bằng bao nhiêu bút? 13 nhân mấy, 9 bằng 117. 117 hộp Đúng cái bút rồi chì. đấy, rồi đáp số sẽ là 110. Vâng. Rồi cô cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hà, à cô xin lỗi là Đoàn Minh Hà nhá. Vậy chúng ta thấy này, ở bài này chúng ta thấy đó là bạn Daily nhiều hơn bạn Bob đúng không, bạn Daily nhiều hơn bạn Bob đó là 6 hộp trừ đi 3 hộp còn lại 3 hộp đúng không, và bạn ấy nhiều hơn 27 cái. Và các bạn biết là mỗi hộp này cái sẽ có số bút chì là giống nhau đúng chưa, mỗi hộp sẽ có số bút chì giống nhau. Như vậy suy ra một hộp nó sẽ bằng 27 chia cho 3 bằng 9 đúng chưa nào, 27 chia 3 bằng 9 thì tổng cộng người ta hỏi có bao nhiêu cây bút chì thì các bạn sẽ tính tổng cộng số hộp ra đã nhá. Bạn Bob có 3 này, bạn Macy có 2 này, Jane có 2 và bạn Danny có 6, vậy tổng cộng là có 13 hộp. Mà một hộp nó có 9 cái đúng không? Vậy tổng số bút chì các bạn lấy 13 nhân 9 nhá, bằng 117 cái. Đáp án đúng của bài số 6 sẽ là 117. Rồi, Đoàn Minh Hà đúng này, Trần Bảo Chi đúng này. Bạn Hoàng Phương Linh đúng, Gia Linh đúng. Hải An đúng này, bạn Bình đúng này. Minh Phát đúng, Tô Hoàng Minh đúng, Đăng Khoa đúng. Rồi, bạn là Khánh Chi cũng đúng. Chúng ta tiếp tục bài số 7 nào. Biểu đồ dưới đây thể hiện số sách mà bạn For, Queen, Ria, Ratchik và bạn Suzy có. Mỗi túi đều đại diện cho cùng một số sách. Tất cả có 40 quyển sách. Tất cả có 40 quyển sách. Đấy, các bạn nhìn này. Mỗi túi sách này nhá, sẽ là giống nhau. Được chưa? Đấy, mỗi túi sách này sẽ là gì? Sẽ có một cùng một số sách. Đây các bạn nhìn này, mỗi bạn sẽ có một một số túi khác nhau này. Đấy. Nếu bạn Queen muốn có gấp đôi số sách mà bạn Four có thì cô ấy cần mua thêm bao nhiêu cuốn sách nữa? Đây các bạn so sánh hai bạn trên cùng đấy nhá. Bạn Queen này đang có 4 túi sách còn bạn Four chỉ có 3 túi sách thôi. Đấy. Thì hỏi nào, nếu bạn Queen muốn có gấp đôi số sách của bạn Pho này thì cô ấy cần mua thêm bao nhiêu cuốn sách nữa?
Bạn Ngọc Hải tính lại nào, Tô Hoàng Minh tính lại nào, chưa đúng rồi. Cô mời bạn Phương Linh làm cho cô nào. Hoàng Phương Linh nào. Cô mời bạn Hoàng Phương Linh. Con cho cô là nào. Làm con lấy một túi. Con lấy bốn túi. Nào, mấy con đếm cho cô là tổng ở đây là bốn bạn có tất cả bao nhiêu túi nào? Tổng số túi là bao nhiêu? Dạ, tổng số túi là 10 ạ. À. À, tổng số túi là 10 đúng không? Bạn à, bạn Queen là mấy? 3 này đúng không? À, bạn Phone là 3 này, Queen là 4 này. Bạn Ra là 1 này và bạn Suzy là 2, tổng là 10 túi đúng không? Mà túi này bằng bao nhiêu quyển nào con? Dạ, túi này là bằng 4 quyển ạ. 40 quyển đúng không? Vậy thì một túi bằng bao nhiêu? Túi bằng 40 chia 10 bằng 4 quyển đúng không? 4 quyển. 40 chia 10 bằng 4 quyển đúng không? Mà bây giờ này, để cho bạn pho này, bạn pho, bạn Queen chứ nhỉ? Bạn Queen gấp đôi bạn pho thì bạn Queen phải cần thêm mấy túi nữa con? Đây là 3 này. Đây là 4 này. Để cho bạn Queen gấp đôi bạn pho thì bạn Queen phải cần thêm mấy túi nữa? Dạ bạn Queen phải cần thêm 2 túi nữa ạ. Đúng rồi, vậy thì Queen cần thêm 2 túi này. Queen cần thêm thế là gì? 2 đúng không? Bởi vì là gấp đôi của bạn này thì phải là gì? 6 đúng không? Mà bây giờ hiện tại mình mới có 4 thôi. Vậy tức là gì? Lấy 3 nhân 2 trừ 4 bằng 2 túi. Mà 1 túi thì có mấy quyển con? Dạ một túi là còn 4 quyển nào. Rồi vậy thì cần thêm thế là 2 nhân 4 bằng 8 này. Đúng rồi, vậy đáp số của bài này sẽ là 8 quyển. Rồi, cô cảm ơn bạn Hoàng Phương Linh, rất là chính xác. Rồi, vậy đầu tiên này các bạn nhìn đây chúng ta sẽ đếm nhá. Bạn Pho này sẽ có 3 túi này, bạn Queen có 4 túi này, bạn bạn Ra có 1 túi này và bạn Suzy có 2 túi đúng không? Vậy tổng số túi của 4 bạn này sẽ là 3 cộng 4 cộng 1 cộng 2. Đúng chưa? 3 cộng 4 cộng 1 cộng 2 bằng 10 túi. Được chưa nào? 3 cộng 4 cộng 1 bằng 2 10 túi mà tổng số quyển sách của 4 người sẽ là 40 quyển. Vậy thì suy ra một cái túi này sẽ chứa 4 quyển. Đúng không? Mà bạn Pho đang có 3 túi, bạn Queen có 4 túi. Để bạn Queen gấp đôi bạn Pho. Tức là bạn Queen phải có 6 túi cơ thì mới gấp đôi được. Đúng chưa? Vậy chúng ta cần thêm 2 túi nữa. 2 túi mà mỗi túi là 8, mỗi túi là 4 quyển. Đúng không? Vậy thì 2 túi sẽ là 4 x 2 bằng 8 quyển nhá. Vậy đáp số là 8. Rồi bạn Lê Cường đúng này. Gia Linh đúng này. Bạn Ngọc Hải đúng này. Bạn Đoàn Minh Hà đúng. Hoàng Phương Linh đúng này. Bạn Anh Khải đúng. Đây. Anh Khải đúng. 8 là đúng rồi. Minh Hà đúng. Đoàn Minh Hà đúng. Đấy là bài số số 7. Rồi các bạn tiếp tục bài số 8 cho cô nào. Tổng số con quay của bạn Dylan này, bạn S này và bạn Clancy là 38. Số con quay của bạn S ít hơn Dylan là 7. Số con quay của bạn Clancy gấp 3 lần của Dylan. Hỏi bạn Dylan có bao nhiêu con quay? Bài này là giống cái bài số kẹo vừa nãy các bạn ạ. À. Số kẹo hoặc là cái bài, bài này bài gì nhỉ? Bài số kẹo hoặc là cái bài đây này. Đây này, cái bài viết thư đây này. Nó giống bài số 3 và giống bài số 4 ý. Đấy các bạn dựa vào bài số 3 và bài số 4 xong làm cho cô bài này xem nào. Đây nhá, tổng số con quay này. Đấy.
Cô mới thấy kết quả của bạn Hoàng Minh thôi à? Nào, bây giờ chúng ta dựa vào bài 3, bài 4. Ở đây chúng ta có 3 bạn, đúng không? Có 3 bạn này, là bạn Diamond này, bạn F và bạn Francie, đúng không? Có 3 bạn như này. Mà số con quay của bạn F thì ít hơn của bạn Diamond. Số con quay của bạn Francie gấp 3 lần Diamond. Vậy các bạn nhìn thấy này, hai câu so sánh này đều có bạn Diamond, đúng không? Vậy chúng ta sẽ coi bạn Diamond là một phần đi. Đây nha, chúng ta coi số con quay của bạn Diamond là một phần này. Đấy, là một phần như này. Đúng chưa? Số con quay của F ít hơn của Diamond là 7, đúng không? Vậy để số con quay của F nhiều bằng Diamond thì các bạn sao? Phải cộng thêm 7, đúng không? Vậy bạn F này sẽ phải cộng thêm 7 nữa thì nó sẽ cũng có là một đoạn thẳng, đúng chưa? Đúng chưa nào? Và sao nữa? Số con quay của bạn Francie gấp 3 lần của Diamond. Đấy, gấp 3 lần nha thì nó là ba đoạn thẳng. Được chưa? Một đoạn thẳng này, hai đoạn thẳng này và ba đoạn thẳng. Đấy, và tổng số con quay của ba bạn là gì? Là 38. Nhưng mà sao chúng ta đã phải thêm 7 con quay vào bạn F này để nó bằng của Diamond, đúng không? Vậy các bạn phải cộng thêm 7 nữa. Bằng bao nhiêu? Bằng 45. Đúng chưa? Vậy chúng ta thấy có mấy số phần bằng nhau nào? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy chúng ta có 5 phần thì bằng bao nhiêu? Bằng 45. Vậy một phần bằng mấy? Bằng 45 chia cho 5 bằng 9. Và người ta yêu cầu tính của bạn nào? Bạn Diamond đúng không? Vậy thì cái này sẽ là 9 này. Vậy đáp án đúng là 9. Được chưa? Có dễ không? Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng có dễ không? Cô ạ. Các bạn đã đang nói hoài chỗ này đúng không? Cô đã bảo rồi, nếu có ba người so sánh như này đúng không? Ba người mà so sánh thì các bạn sẽ tìm cái người mà so sánh chung. Cả hai câu này đều nhắc đến bạn Diamond mà đúng không? Thứ nhất là bạn F với bạn Diamond này, thứ hai là bạn Francie này với bạn Diamond. Vậy chứng tỏ là bạn Diamond nó sẽ là gì? Trung tâm, đúng chưa? Diamond là trung tâm thì chúng ta sẽ coi bạn Diamond là một đoạn thẳng đi. Đúng chưa? Mà bạn F lại ít hơn bạn Diamond là 7 đúng không? Vậy để số đoạn thẳng của bạn F bằng Diamond thì chúng ta phải thêm 7 7 con quay cho bạn Diamond của bạn F nữa, đúng chưa? Tức là lấy F cộng thêm 7 nữa thì nó sẽ bằng số đoạn thẳng của bạn Diamond. Và số con quay của bạn gì? Bạn Francie này gấp 3 lần, tức là nó bằng 3 đoạn thẳng, nhớ chưa? Và chúng ta thấy đáp tổng ở đây khác nhá, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã thêm 7 cho bạn F rồi, nhớ chưa? Thêm 7 đây này, đây, F cộng 7 đây này. Vậy thì tổng mới nó phải là 45 cơ, nhớ chưa? Tổng mới bằng 45. Như vậy chúng ta sẽ có là 1 này, 2, 3, 4, 5, 5 phần bằng 45. Suy ra một phần nó sẽ là 45 chia 5 bằng 9. Vậy số con quay của bạn Diamond sẽ là 9. Đấy. Sau khi cô gợi ý các bạn đã liên tục gửi đáp số cho cô, đúng không? Nhớ nhá. Cách làm của những bài này này, các bạn nhớ chúng ta cứ vẽ đoạn thẳng ra là nó dễ thôi nhá. Không có gì khó cả. Cô ơi, cô bạn nào cứ vẽ trong ảnh cô ấy không? Đấy, cô đang thắc mắc đây. Biết bạn nào cứ vẽ lên bảng của cô. Buổi hôm trước thì có bạn Minh Quân mà hôm nay bạn Minh Quân bạn nghỉ mất rồi nên là không biết là bạn nào lại vẽ nên không biết. Nguyễn gì đấy? Không được vẽ lên bảng của cô nhá. Vẽ lên bảng của Biết cô không là che hết bài đi đấy, không nhìn thấy bài đâu. và Các bạn nhớ cách làm theo sơ đồ đoạn thẳng này, khi chúng ta làm theo sơ đồ thì rất là nhàn luôn, rất là dễ. Nhớ nha, tổng nó sẽ bị thay đổi đấy, nó không 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 phải là tổng cũ đâu. Khi chúng ta thêm vào thì nó sẽ phải là tổng khác. Các bạn xong chưa? Chúng ta chuyển sang bài số 9 nào. Có 18 quyển sách ở kệ thứ nhất, kệ thứ hai có 24 quyển sách. Hỏi cần phải chuyển bao nhiêu quyển sách từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai để số sách ở kệ thứ hai gấp đôi số sách ở kệ thứ nhất. Đấy, các bạn đọc kỹ đề bài nhá. Đầu tiên là kệ 1 có 18 này, kệ 2 có 24 này. Bây giờ chúng ta chuyển sách từ kệ 1, kệ thứ nhất sang kệ thứ hai để số sách của kệ thứ hai gấp đôi, tức là gấp 2 lần nha, số sách của kệ thứ nhất. Đấy, chứ không phải là chúng ta chia bằng nhau nữa đúng không? Không phải chia bằng nhau đâu, bây giờ là kệ thứ hai nó gấp hẳn 2 lần luôn. Đấy.
Bài này có vẻ dễ sao? Cô thấy các bạn gửi đáp số âm âm lên thế này. Vậy chúng ta thấy này, đề bài cho chúng ta là số sách ban đầu của hai kệ đúng không? So sánh thứ hai là cho tỷ số, nhưng mà tỷ số của kệ thứ hai là gấp đôi kệ thứ nhất, đấy là tỷ số. Nhưng cái tỷ số này là sau khi chúng ta đã chuyển sách, tức là chúng ta gọi đây là tỷ số lúc sau đúng không? Tổng này là tổng lúc đầu, còn tỷ số lúc sau. Vậy thì để áp dụng được bài toán tổng tỷ thì chúng ta phải quy về cùng thời điểm đúng không? Có thể là lúc đầu hoặc lúc sau để các bạn làm. Đấy, vậy thì theo cô là chúng ta quy về lúc sau đi, bởi vì đây là tỷ số lúc sau mà, đúng không? Vậy chúng ta quy về lúc sau đi, các bạn tính cho cô tổng lúc sau bao nhiêu? Tỷ số lúc sau có rồi, giờ tính tổng đi. Thì chúng ta sẽ tính là số sách của từng kệ lúc sau. Được chưa? Bài này có vẻ dễ, cô thấy các bạn gửi đáp số nhiều thế. Kiểm tra xem nào, đúng hay sai nào. Cô mời bạn Hải An làm cho cô nào. Con thưa cô là Nào, con làm như nào? Đầu tiên là chúng ta tính tổng đi. Tổng có hai kệ bằng bao nhiêu? Kệ tổng thứ nhất của hai cái 18 bằng này. 18 cộng 2 tư bằng 42 ạ. Rồi, vậy thì tổng này có thay đổi không con? Tổng này nó có thay đổi không? Không ạ. Đúng rồi, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ chuyển số sách từ kệ 1 sang kệ 2 thôi, đúng không? Tổng của hai cái này sẽ gì? Sẽ không đổi. Đúng rồi, tổng sẽ không đổi. Đấy, tức là tổng lúc sau vẫn là gì? Vẫn là 42 nhá. Tổng này sẽ không đổi này. Đấy, vậy chúng ta sẽ vẽ sơ đồ lúc sau nào. Sơ đồ lúc sau. Ở đây chúng ta có là kệ thứ hai gấp đôi kệ thứ nhất. Vậy kệ thứ nhất chúng ta coi là mấy phần? Kệ một là một phần, đúng không? Thì kệ hai là mấy phần? Nào. Cơ hai là Kệ một là một phần thì nào, bạn là Nguyễn Ngọc gì mà cứ viết lên bảng của cô đấy. Thứ nhất là kệ một này. bạn Nguyễn Ngọc Hải ấy cũng À, rồi, kệ cơ một một là một phần, đúng phần không? Kệ hai là mấy phần nào? làm một phần Kệ hai gấp và đôi. Gấp đôi thì là hai mấy phần? Hai hai phần phần nhá. Rồi, và tổng của nó sẽ là bao nhiêu? bốn hai. Đúng rồi, vậy thì 3 phần đúng không? Kệ 1 là 1 phần, kệ 2 là 2 phần, vậy là 3 phần. Sẽ bằng 42. Vậy 1 phần bằng bao nhiêu con? Con thưa cô một phần bằng 14 đó. Rồi, 14. Vậy thì bây giờ là chúng ta chuyển từ kệ 1 sang kệ 2 đúng không? Vậy con tính cho cô là kệ 1 lúc sau bao nhiêu? Con thưa cô Lúc cái sau một 1 lúc phần sau là bằng 14 đúng không? 1 14 phần là á, 14. 14 Vậy á. thì lúc sau sẽ là 14 x 1 cũng bằng 14 đúng không? Mà lúc đầu nó có mấy Vâng. chuyển? Lúc đầu có Nó 18 có đúng không? 18 á. Vậy thì phần chuyển là bao nhiêu? Con 4 á. Rồi, phần chuyển chúng ta sẽ lấy là 18 trừ đi 14 bằng 4. Vậy đáp số đúng sẽ là 4. Rồi, cô cảm ơn bạn Hải An. Vậy các bạn nhớ này, ở đây là đề bài cho chúng ta là tỷ số của hai kệ lúc sau đúng không? Tức là sau khi chúng ta chuyển sách rồi ấy. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có là ở kệ thứ hai sẽ có số sách gấp đôi kệ thứ nhất. Thế để chúng ta áp dụng được bài toán tổng tỷ thì chúng ta sẽ phải gì, tính được tổng của lúc sau. Và các bạn nhớ là tổng lúc đầu là 42 quyển và sao, chúng ta chỉ chuyển số sách từ kệ 1 sang kệ 2 thôi. Do đó tổng số sách của hai kệ sẽ không thay đổi. Nhớ chưa? Tổng số sách của hai kệ không thay đổi. Tức là lúc sau tổng số sách của hai kệ vẫn là 42. Và chúng ta sẽ dựa vào sơ đồ đoạn thẳng chúng ta làm nhá, tính được số sách của kệ thứ một lúc sau. Ở đây các bạn này, sau khi chúng ta tính được số phần bằng nhau thì các bạn chỉ cần tính một trong hai kệ thôi. Nghe cô nói chưa? Không cần các bạn phải tính được kệ hai lúc sau làm gì. Chúng ta chỉ cần tính kệ một lúc sau thôi. Và gì, người ta hỏi là đã chuyển bao nhiêu quyển sách từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai mà ban đầu nó có 18 quyển này. Sau khi chuyển còn 14 quyển, vậy tức là nó đã chuyển đi 4 quyển. Nhớ chưa? Vậy đáp án đúng của bài số 9 là 4.
Rồi bạn Nguyễn Hồng Hải đúng này, Lê Cường đúng này, bạn Đoàn Minh Hà đúng, Trần Bảo Chi đúng, Nguyễn Minh Hà đúng, Tô Hoàng Minh đúng này. Lê Cường gửi nhiều đáp án thế, gửi một lần cho con. Bạn Bình đúng, Minh Phát đúng này, Hải An đúng, Hoàng Phương Linh đúng, Đăng Khoa đúng, còn rất nhiều bạn đúng nữa. Chúng ta tiếp tục bài số 10 nào. Một cửa hàng đồ chơi có 43 con Zozo ở hộp thứ nhất và 23 con Zozo ở hộp thứ hai. Sau một tuần, cửa hàng đó đã bán ở mỗi hộp một số Zozo bằng nhau. Số Zozo còn lại ở hộp thứ nhất bây giờ gấp 5 lần số Zozo còn lại ở hộp thứ hai. Hỏi tổng cộng bao nhiêu con Zozo còn lại ở cả hai hộp? Nào các bạn đọc kỹ đề bài nào. Bây giờ là một cửa hàng đồ chơi này, ở hộp thứ nhất là có 43 con Zozo, đúng chưa? Hộp thứ hai thì có 23 con Zozo. Đấy. Một hộp có 43 con, còn một hộp là 23 con. Đấy, sau một tuần thì hai cửa hàng đã bán được là cửa hàng đã bán được ở mỗi hộp, tức là hộp số 1 và hộp số 2 đều bán được một số con Zozo bằng nhau. Và số còn lại ở hộp thứ nhất bây giờ gấp 5 lần số còn lại ở hộp thứ hai. Hỏi cả hai hộp còn lại bao nhiêu con Zozo còn lại nhá, chúng ta chỉ tính phần còn lại thôi. Vậy các bạn thấy là thứ nhất này, người ta sẽ cho tỷ số đúng không? Tỷ số là hộp thứ nhất còn lại gấp 5 lần hộp thứ hai còn lại đúng không? Vậy thì tỷ số khi đề bài cho tỷ số, các bạn có hai trường hợp phải nghĩ này. Thứ nhất là các bài toán liên quan đến tổng tỷ hoặc các bài toán liên quan đến hiệu tỷ. Vậy các bạn thấy này, ở đây chúng ta cho là ban đầu là một hộp có 43, một hộp có 23 đúng không? Và sau khi bán thì số Zozo còn lại thôi. Vậy thì hiệu tổng của nó có thay đổi không? Tổng nó bị thay đổi rồi đúng không? Bởi vì chúng ta bán đi rồi mà, bán đi thì tổng nó phải thay đổi đi, đúng chưa? Vậy chúng ta phải nghĩ ngay đến bài toán hiệu. Đúng chưa? Vậy cô giả sử nha, cô vẽ cho các bạn này. Thứ nhất là hộp thứ nhất và hộp thứ hai, chúng ta thấy là số Zozo của hộp thứ hai nhất này nhiều hơn hộp thứ hai đúng không? Vậy cô vẽ này, thứ nhất là hộp 1 đi. Và hộp 2. Đấy, hộp 1 chúng ta vẽ nó dài hơn nhá, đoạn thẳng nó dài hơn bởi vì là số nó nhiều hơn. Đấy, còn hộp thứ hai cô sẽ vẽ đoạn ngắn hơn. Dài hơn một chút nữa, hộp 1 này phải dài hơn một chút nữa này. Đấy, đây là hộp 1 nhá.
và hộp 2 này. Đấy. Vậy bây giờ là sao nào? Sau một tuần cửa hàng đó đã bán được mỗi hộp một số rô rô bằng nhau. Vậy cô giả sử đây là phần đã bán được này. Hai hộp bằng nhau nhá. Đây gạch đi. Đây là hai hộp bằng nhau. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy. Bây giờ giả sử là phần bán đi đúng không? Và người ta bảo sao? Bây giờ số còn lại ở hộp thứ nhất gấp 5 lần số còn lại ở hộp thứ hai. Đấy, gấp 5 lần. Vậy tức là sao? À, có một bạn, bạn ấy vẽ dài thêm cho cô một tí nữa. Đúng rồi, cái chỗ này là của cô nó vẽ là hơi dài đấy. Ta vẽ bớt lại đi. Nó chỉ là một phần thôi. Đấy, một phần như này nhá. Thì hộp này nó sẽ còn là một phần này, hai phần này, ba phần và bốn phần, năm phần. Đấy, đúng không? Đấy. Hộp thứ nhất nó còn 5 phần. Hộp thứ hai nó chỉ còn lại còn là một phần thôi. Được chưa? Vậy chúng ta có tính được hiệu không? Hiệu ở đây là mấy phần nào các bạn? Đây sẽ là phần hiệu này đúng không? Hiệu là mấy phần? Hiệu là mấy phần nào? Hiệu là mấy phần? Chúng ta sẽ đếm được mà. Mấy phần? 4 phần đúng không? 4 phần. Đúng chưa? 4 phần thì bằng bao nhiêu? 43 trừ đi 23 đúng không? Chúng ta sẽ có này, hiệu này bằng 5 trừ 1 bằng 4 phần đúng không? Và bằng bao nhiêu? Ở đây là đầu tiên là bạn hộp thứ nhất là có 43 con đúng không? 43. Hộp thứ hai là có 23 bằng 20 đúng không? 43 trừ 23 bằng 20, vậy suy ra một phần. Một phần thì bằng bao nhiêu? Bằng 20 chia 4 bằng 5 nhá. Mỗi một phần này có 5 con này. Này là 5 này. 5 này. 5 này. 5 này. 5 đúng không? Vậy suy ra tổng còn bao nhiêu con? Hộp 1 còn bao nhiêu? Hộp 2 còn bao nhiêu? Tổng còn lại. Các bạn đếm được bao nhiêu phần nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? 6 x 5 bằng 30 con. Nhá. Đáp án đúng là 30. Được chưa nào? Sau khi hộp 2 bán đi nó còn một phần, còn hộp 1 bán đi nó sẽ còn lại là 5 phần, đúng không? Vậy hiệu số phần của họ sẽ là gì? Là 4 phần. Các bạn nhớ chưa? Hiệu số phần là 4 phần này. Mà sao? Mà hiệu nhá, bởi vì là bán đi cùng một lượng rồi đúng không? Nên là hiệu của hai hộp nó vẫn thế thôi, đúng không? Đúng chưa nào? Vậy đây, giả sử cô bảo là bán đi là 10, ban đầu là hiệu của người ta là 20 đúng không? Vậy giả sử hộp 1 bán đi 10 này. Bạn nào cứ vẽ có cái nếp trắng trắng ở trên bảng của cô vậy? Có cái mực màu trắng ấy, ở trên bảng ấy. Vậy các bạn nhớ này. Giả sử như hộp 1 cô bán đi là 10, hộp 2 cô bán đi là 10 đúng không? Vậy thì hiệu nó vẫn là 20 thôi đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cả hai hộp nó giảm đi cùng một lượng mà. Hộp thứ nhất là còn 33 này. Hộp thứ hai còn 13 đúng không? Vậy hiệu nó vẫn là 20. Vậy thì bài này nhá, thì là hiệu không đổi. Tức là hiệu nó vẫn bằng 20. Và chúng ta sẽ tính thành hiệu số phần, nhớ chưa? Hiệu số phần thì bằng gì? 5 trừ 1 bằng 4 phần và bằng 20, vậy một phần sẽ là gì? Là 5. Và tổng còn lại, hộp 1 còn lại 5 phần này, hộp 2 còn lại 1 phần này, tổng là 6 phần. 6 phần thì mà một phần là 5, vậy thì là 6 x 5 bằng 30. Được chưa? Đấy, vậy đáp án đúng sẽ là 30. Rồi, bạn Lê Cường đúng này, Nguyễn Minh Hà đúng, Gia Linh đúng, bạn Bình đúng, Ngọc Hải đúng, Phương Linh đúng, Trần Bảo Chi đúng, Đăng Khoa đúng và Hoàng Minh đúng. Đấy.
Rồi chúng ta tiếp tục bài số 11 nào. Bài số 11 nó cũng giống như bài số 10 thôi nhá. Máy gấp đồ chơi A có sẵn 31 món đồ chơi. Máy gấp đồ chơi B có sẵn 43 món đồ chơi. Sau một ngày số lượng như nhau của các máy đồ chơi ở mỗi máy đã thuộc về người chơi, tức là gì? Tức là sau một ngày thì mỗi máy sẽ gì? Sẽ bị gấp đi cùng một số đồ chơi nhá. Đấy. Không có món đồ chơi nào được thêm vào hai máy. Tới cuối ngày, số món đồ chơi còn lại ở máy A bằng một nửa số món đồ chơi còn lại ở máy B. Hỏi vào cuối ngày, tổng số món đồ chơi còn lại của cả hai máy là bao nhiêu? À, bài này giống hệt bài 10 thôi, đúng không? Chúng ta sẽ có là gì? Số đồ chơi bình của gì? Của máy A là 31 này, máy B là 43 này. Đây là ban đầu nhá. Đấy. Sau đó là gì nào? Sau đó là mỗi máy sẽ bị gấp đi một số đồ chơi bằng nhau. Nhớ chưa nào? Mỗi máy sẽ được gấp đi một số đồ chơi bằng nhau. Và tới cuối ngày thì máy A còn lại bằng một nửa thôi nhá. Một nửa của máy B. Đấy, còn lại một nửa máy B. Hỏi tổng số món đồ chơi còn lại của cả hai máy. Đấy. Vậy đầu tiên chúng ta cũng có hai máy đúng không? Là máy A và máy B này. Máy A và máy B. Đấy. Và máy A sẽ có bao nhiêu? 31 và máy B có 13. Vậy tức là máy A sẽ ít hơn máy B, đúng không? Máy A ít hơn máy B. Đây, tôi giả sử ít hơn bằng này. Và máy B. Đấy, máy B bằng này đi. Và sau một ngày thì số đồ chơi bị gấp ở hai máy nó bằng nhau, đúng không? Vậy thì máy A sẽ bị gấp bằng này. Còn máy B sẽ bị găm bằng này. Đấy. Đô, đô, cho con đi uống nước ạ. Rồi con đi đi. Đấy, đây là số mà gì? Số thú bông nó bị găm ra nha. Số đồ chơi nó bị găm ra rồi. Và số còn lại của máy A sẽ bằng một nửa. Đúng không? Vậy thì máy B sẽ gồm hai phần. Còn máy A chỉ có một phần như này thôi. Đấy. Và giống bài trước đúng không? Thì cái bài này sẽ là hiệu không đổi. Đúng không nào? Hiệu sẽ bằng bao nhiêu? Hiệu sẽ bằng của máy B nhiều hơn đúng không? Máy B nhiều hơn đó là 43 này. Trừ đi. Của máy A là bao nhiêu? Máy A là 31. Bằng 12. Và cái này sẽ là gì? Không đổi nhá. Không đổi. Đấy. Không đổi. Vậy thì sao? Cái này sẽ là gì? Cái phần này sẽ là phần hiệu này. Đấy. Vậy thì hiệu bằng bao nhiêu? Hiệu là một phần đúng không? Một phần bằng 12. Vậy thì suy ra gì? Máy A còn lại bao nhiêu? Máy A còn lại. Còn lại là 12. Máy B còn lại sẽ là 12 x 2 bằng 24. Đúng không? Vậy tổng nó sẽ là 12 cộng 24 bằng 36 nhá. Vậy còn lại sẽ là 36. Được chưa? Giống bài trước mà. Máy A và máy B cùng bị gấp là một ít đồ chơi rồi đúng không? Nhưng mà nhớ nhá, gấp là bằng nhau. Nhớ chưa nào? Đấy, gấp là bằng nhau. Và sau khi gấp thì máy A còn lại là bằng một nửa. Tức là máy A chỉ còn lại một phần thôi. Còn máy B sẽ còn lại là hai phần. Nhớ chưa? Máy B sẽ còn lại hai phần. Thì hiệu thì các bạn sẽ bằng là 43 trừ đi 31 bằng 12. Tức là cái hiệu này không đổi. Vậy thì một phần bằng 12 suy ra máy A sẽ còn lại 12. Còn máy B sẽ là 24 nhá.
Vậy thì tổng còn lại sẽ là 36, được chưa? 36 mới đúng nha. Bạn Ngọc Hải bạn vẽ cái gì lên đây? Gửi đáp số gì cho cô đấy?